cả nhà mình buổi sáng sớm ha. Bây giờ là khoảng 5 giờ kém sáng sớm rồi đây. Sáng sớm ha, ở trăng chưa có kịp lặn nè, ngắm nhìn trăng cũng thích ghê luôn. Và lòng cũng có chút gì đó rất là nôn nao ha. Trời sáng từ lúc nào rồi ha, bây giờ cũng sáng rõ lắm rồi nè, nhưng mà mặt trăng vẫn còn lơ lửng ha. Và hôm nay thì mình với con gái sẽ đi mua sắm đồ thực phẩm nha. Bạn thường mua thực phẩm ở đâu? Mình thì thường mua thực phẩm ở siêu thị nha. Chợ truyền thống ở Sài Gòn thì còn rất là nhiều ha. Nhưng để thuận tiện cho việc mua sắm thì mình thường đến siêu thị nè. Giá bán thực phẩm ở siêu thị có thể cao hơn giá bán thực phẩm tại chợ truyền thống một chút xíu. Nhưng thực phẩm bán trong siêu thị thì mình cảm thấy yên tâm phần nào hơn đó. Nên mình vẫn lựa chọn để đi đến siêu thị để mua nha. Bán trong siêu thị ha, mình có thể biết được nguồn gốc nhờ cái bao bì của nó nè. Ngày sản xuất, hạn sử dụng của thực phẩm được công bố rõ ràng trên bao bì, nên nói chung là mình sẽ cảm thấy là biết được cái thông tin về sản phẩm rõ ràng hơn, nên mình cảm thấy an tâm hơn. Sạch sẽ gọn gàng nữa. Một số thực phẩm như là rau, thịt, cá thì đã được sơ chế sạch ha. Vì vậy khi mua về thì mình có thể bảo quản thực phẩm dễ dàng hơn. Và nói chung một cái điều mà mình thú vị nhất đó là không gian trong siêu thị lúc nào cũng sạch sẽ ha. Hàng hóa thì được trưng bày rõ ràng, ngăn nắp. Lựa chọn cái gì cũng dễ dàng lựa chọn hơn. Chỉ cần vào siêu thị thì mình có thể mua được rất là nhiều vật dụng mình cần trong cùng một lúc, mà không cần phải đi tìm kiếm ở nhiều nơi bán khác nhau đó mà. Nên là mình thích lắm, đỡ mất công của mình và đỡ mất thời gian. Mua sắm thực phẩm, mua sắm vật dụng trong siêu thị sẽ giúp cho mình tiết kiệm được rất là nhiều thời gian luôn. Nên mình lựa chọn thôi. Cả nhà đi chợ tuần mấy lần? Mình chắc đi một lần thôi. Bởi vì là đi siêu thị một lần, tranh thủ thời gian đi cho nó nhanh. Mua một ít thực phẩm này ăn cho một tuần nè. Nói chung là thực đơn cứ lên sẵn hết rồi đó. Ngon ha, đồ ngon quá trời tươi rói à. Mua các món đó chuẩn bị cho tuần mới với các món ăn nè. Thịt băm là con mình thích lắm, nên mình sẽ làm. Còn đây thịt heo nè, mình luộc. Nói chung là đồ siêu thị thì giá cao hơn chút xíu ha. Nhưng mà mình đi vô mua một lần á, cũng tiện. Với là đồ người ta cũng đóng gói sạch sẽ, gọn gàng á, nên mình cũng thích. Mua cái gì về rồi mình chỉ cần rửa sơ qua rồi mình cho vô tủ lạnh là tiện rồi. Đó coi giống như là gọi là chi phí thời gian, miễn sao tiện nhất cho mình ha. Mình mua đầy đủ các loại rau nè, nhà mình là thích ăn rau á, nên mình mua nhiều. Nhà mình đi chợ một, đi siêu thị một tuần lần á, cũng tiện cho việc kiểm soát lượng thức ăn ha. Mình cũng hay lên thực đơn hàng ngày rồi đó. Nên là có gì là cứ mua trong tuần đó thôi, rồi ăn hết rồi mình mua tiếp. Nói chung là mình biết được lượng thức ăn mình tiêu thụ như thế nào đó. Cần thiết là mình lấy ra, hoặc là thiếu đủ gì đó thì mình bổ sung thêm. Dùng nước muối để rửa thịt heo nha. Mình dùng thịt heo quê ha, thịt heo quê rất là ngon luôn nha. Thịt heo mình ngâm nước muối cỡ khoảng 10 đến 15 phút ha, cho nó ra hết chất dơ và máu nè.
mình đã ngâm được khoảng 15 phút rồi đó ha. À, thịt bây giờ nó ra hết các chất dơ rồi đó. Bây giờ mình sẽ rửa sạch lại nha. Mình sẽ luộc thịt ha và bỏ muối vào. Thịt thì lúc nào mình cũng luộc sẽ bằng nước lạnh nha. Muối thì giúp cho thịt đậm đà hơn ha, hành tây với gừng thì lại cho giúp thịt thơm hơn ha. Mình cho thịt vào luộc nè. Thật ra hôm nay mình sẽ làm một món thịt ba loại chiên ha. Và với cách làm này sẽ giúp cho thịt không có bị khô đâu nha, rất là giòn bên ngoài và bên trong sẽ không có bị khô đâu ha, vẫn rất là còn mọng nước nha. Mình sẽ luộc thịt trong vòng 10 phút thôi nha, luộc sơ thịt thôi ha. Thịt luộc có hành với có gừng công nhận nó thơm thật đó ha. Thịt mùi thơm nó theo hành với gừng á, thơm ới là thơm luôn. Mình chỉ luộc trong vòng cỡ khoảng 10 phút thôi ha. Bởi vì đây là một món á, thịt chiên đó, nên mình chỉ luộc sơ thôi. Và luộc sơ như vậy khi mình chiên á, thì mình sẽ làm cho thịt nó không có bị khô ha. Và bên ngoài thì khi chiên nó cũng rất là giòn luôn. Còn bên trong nó vẫn giữ được cái độ ẩm cần thiết ha. Đủ 10 phút rồi ha. Bây giờ mình sẽ vớt thịt ra nha. Thịt nó thơm quá trời thơm luôn á. Mình luộc sơ thôi ha. Và mình sẽ chiên nữa để cho đến khi thịt giòn và chín ha. Sẽ để cho nguội và ráo nước nha. Thịt mình đã luộc xong rồi ha. Mình để nguội nãy giờ rồi đó. Và bây giờ mình làm cho miếng thịt này khô ráo nha. Đừng có dính nước á, để chút hồi mình chiên nó không có bị bắn dầu ha. Thịt ha, mình sẽ cắt theo khổ thịt ha. Và một miếng dày chắc là cỡ khoảng 1 đến 1,5cm nha. Và mình đang đi chiên. Thì miếng thịt nó khi như vậy nó sẽ giòn bên ngoài và bên trong cũng còn giữ được cái độ ẩm ha. Nhà mình không ăn da ha, nên mình đã bỏ da ra rồi. Thịt ba loại này ngon ghê luôn á. Thịt ba loại này mình cũng mua loại thịt heo quê ha. Nên thịt nó rất là thơm luôn. Những miếng thịt ngon lành ha. Mình chiên lên thì ăn ngon quá trời ngon luôn rồi nè. Giờ mình sẽ ướp cho thịt ha. Mình sẽ cho một ít nước mắm nè. Ướp cái này là theo khẩu vị mặn hoặc là nhạt hơn của nhà mình ha. Mình cho một ít nước mắm nè. Và thêm một ít đường ha. Nói chung là cái này mình sẽ ướp theo khẩu vị ha. Đối với nhà mình á thì cái này là cỡ khoảng 1,5 kg thịt đây. Thì mình sẽ dùng cỡ khoảng là 3 muỗng nước mắm ha. Và 1 muỗng đường nha. Mình trộn đều ha, cho nước mắm và đường thấm vào thịt nè. Và mình để ướp cái thịt này trong vòng cỡ khoảng nửa tiếng ha. Cho nó thấm vào bên trong thì khi mình chiên lên á, nó vừa thấm gia vị của miếng thịt ha. Và đường nó cũng tạo cho miếng thịt có cái độ giòn và vàng ha. Xém xém bên ngoài á, nhìn nó hấp dẫn ha. Thịt mình cũng đang ướp rồi ha. Hôm nay thì mình cũng làm thêm món khoai tây xào á, và thêm một món canh nữa. Nói chung là ăn cơm á, thì lúc nào cũng có đủ 3 món như vậy ha. Và con mình thì cũng rất thích khoai tây luôn, nên mình hôm nay mình sẽ làm khoai tây xào nè. Trong khi chờ thịt ướp để mình chiên á, và mình sẽ cắt khoai tây ha để mình xào. Khoai tây thì bùi bùi ha, ăn cũng ngon, con nít đứa nào cũng thích hết. Xào lên chung với thịt bò ngon ha. Khoai tây hình như hôm nay bắt đầu vào mùa nhiều sao ha. Thấy bán ở trong siêu thị mà giá cũng mềm ghê, giá cũng rẻ hơn hồi xưa quá trời luôn. Khoai tây thì được làm được nhiều món ha. Có điều là nhà mình thì các con và cả nhà đều thích ăn cái món khoai tây xào với thịt bò nên làm món này. Cơm nhà lúc nào cũng thích ha. Bởi vì mình ăn được ăn những cái món mình yêu thích mà. Chẳng hạn như món khoai tây xào thịt bò này nè. Gia đình mình ai cũng thích hết. Đi ra ngoài tiệm thì nhiều khi có tiệm bán tiệm không ha. Chứ mình ở nhà mình thích món gì thì mình cũng ăn được rồi.
Mình sẽ bào mỏng ha, để mình xào nhé. Mình xào sơ sơ cái khoai tây thôi à, thì ăn nó sực 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 cũng ngon ha, đừng có mềm nhũn quá, ngon lắm. Đó, mình sẽ dùng cái loại bột bắp này ha à, cho cái phủ lên cái miếng thịt heo này nha. Khi mình chiên à, thì cái bột bắp này sẽ làm cho miếng thịt heo nó giòn hơn cái bên ngoài và bên trong giữ được độ ẩm ha. Tới đâu thì mình sẽ lấy cái miếng thịt heo ha, mình phủ qua cái lớp bột bắp này ha à, nó giúp giòn hơn nha. Chảo thật nóng ha, mình hãy cho dầu ăn vào nha. Thì như thế cái chảo đủ nhiệt rồi, dầu ăn nó cũng sẽ mau sôi hơn. Dầu thật sôi thì mình mới cho thịt vào chiên ha à, và khi chiên thì mình không để lửa quá to nha à, lửa to thì làm cho cái lớp bên ngoài của thịt nó sẽ làm cho nó cháy và bên trong nó vẫn chưa có làm cho chín thịt ha. Nhận miếng thịt vàng rộm quá ha, giòn ngon lắm nha. Món thịt chiên ngon sẽ nhờ phần nước chấm này nha. Nước chấm này rất là đặc biệt luôn ha. Mình có tỏi và ớt băm nhuyễn nha. Mình sẽ cho nước mắm ha. Và tỷ lệ pha như thế nào mình sẽ để trên màn hình nha. Và thêm đường nè. Phần nước chấm này sẽ rất là ngon ha. Và nó quyết định cái món thịt chiên đó nó ngon hay không nha. Nói chung là tất cả các món ăn ha, đặc biệt hay không đặc biệt thì khi mình chấm với một loại nước chấm ngon á, tự dưng tất cả mọi hương vị nó giống như là bùng nổ ha, nó hỗ trợ cho nhau và làm cho nhau tạo nên món ăn rất là ngon luôn. Mình khuấy đều nước mắm, đường và tỏi ớt như vậy ha. Phần nước mắm này, nước chấm này sẽ có độ sánh nha, không có lỏng nha. Và khi chấm với một miếng thịt heo chiên á, trời ơi, nó giòn và khi nó thấm với cái lớp nước mắm này phủ qua một lớp á, ăn nó càng rất là đậm vị luôn. Tạo độ chua cho món nước chấm này chính là tắc, là quất đó ha. Mình không dùng chanh nha. Món này á, khi mà dùng cái quả tắc, quả quất này á, thì nó tỏa hương thơm ra nhiều hơn ha. Vị dễ chịu, vị chua cũng dễ chịu hơn. Và cho thêm lá chanh ha. Lá chanh mình cắt thiệt nhuyễn vào nha. Nó sẽ tạo thêm một cái hương thơm rất đặc biệt, biệt cho cái nước chấm này nè. Nước chấm quá hấp dẫn luôn. Ngon ơi là ngon luôn. Mời cả nhà cùng làm theo cái nước chấm này. Ăn thế nào, ăn thử thế nào nha. Còn đối với gia đình mình thì mình thích cái loại nước chấm này lắm. Bởi vì nó vừa thơm, lại vừa mặn mà và có vị ngọt ha. Chấm với cái thịt heo chiên như vậy á là tuyệt vời luôn. Mình xào khoai tây ha, đã cho dầu vào chảo và dầu sôi rồi đó. Mình cho hành tây vào xào nha. Hành tây giúp cho món xào thêm thơm ha. Và hành tây khi xào lên rất là hay ha, nó lại rất là ngọt luôn. Nên xào chung với cái gì hoặc nấu chung với cái gì nó cũng giúp tăng thêm vị ngọt tự nhiên cho món ăn nó hết ha. Khoai tây xào thịt bò do vậy khi hành tây thơm thì mình cho thịt bò vào ha, để mình xào trước. Thịt bò mình chỉ cần xào sơ thôi ha, cỡ khoảng 3 phút thôi. Rồi sau đó mình sẽ cho khoai tây vào ha. Mình nêm gia vị nha, cho món khoai tây xào với thịt bò nè, mình cho chút xíu muối ha và cho chút xíu tiêu ha. Thịt bò khi hồi mình cũng đã ướp một chút xíu muối rồi nên mình cho lượng muối phù hợp thôi nha.
Khoai tây mình đã bào mỏng rồi ha. Và thịt bò mình cũng đã xào sơ qua rồi. Do vậy bây giờ mình xào khoai tây thịt bò trong vòng cỡ khoảng 5 phút thôi ha. Cho khoai tây chín vừa phải ha. Và thịt bò không có dai nha. À, thì như thế món ăn khoai tây xào thịt bò sẽ rất là thấm gia vị, có vị béo ha. Và nó khoai tây nó cũng còn sình sực ăn thì sẽ rất là ngon hơn. Mình cho một ít hành lên ha, hành lá lên thơm ha, và có màu sắc đẹp nữa. Cơm nhà đã có thịt heo chiên ha, cùng với nước chấm, và cũng giống như là đã có món khoai tây xào thịt bò rồi. Bây giờ mình nấu thêm canh nha. Canh hôm nay là một loại canh rất là đơn giản ha, đó chính là canh cà chua và trứng ha. Mình xào hành tây cho thơm, sau đó mình cho cà chua vào để mình xào ha. Cho cà chua và hành tây cùng thấm dầu mà ngon hơn khi nấu canh trứng với trứng ha. Canh trứng là một loại canh rất dễ nấu, nhưng mà nấu cho nó ngon ngon cũng không phải đơn giản đâu nha. Mình nêm một chút muối vào nước canh nha. Canh trứng thật ngon khi mà mình để cho nước thiệt sôi ha, và mình cho trứng vào thì lòng trắng trứng nó sẽ tan ra ha, còn lòng đỏ nó sẽ đông lại, và mình ăn cái lòng đỏ béo béo bùi bùi như vậy sẽ rất là ngon luôn nha. Và mình thì thường sẽ nêm thêm một ít nước mắm nữa ha. Nó sẽ dậy vị hơn và canh trứng sẽ thơm ngon hơn. Thêm hành nè, thơm quá. Cơm nhà đến đây. Cơm nhà thật yêu thích ha, với những món ăn ngon mà cả gia đình mình đều thích luôn. Ngon ơi là ngon luôn nha. Thôi ăn cơm. Cơm nhà hôm nay của nhà mình nha. Những ngày đầu năm mới ha, của 2024 rồi nè. Ăn những món mà mình yêu thích nha. Năm mới hy vọng là mẹ sẽ duy trì và phát huy nhiều hơn nữa các bữa cơm nhà như vậy, đúng không? Yeah. Sao? Con ăn con thấy ngon không? Anh trai và em gái? Ngon. Ngon hả? Thịt giòn đúng không? Anh chấm với nước chấm này nè. Nước chấm là ngon nhất luôn. Đây, một miếng nước chấm vào thịt heo chiên ha. Rồi. Thịt giòn đúng không? Nước chấm ngon không anh? Thơm sắc. Con trai ăn thấy được không? Ngon. Vui ghê chưa? Một bữa cơm đầu năm mới thấy chưa? Với những món mà được cả nhà khen ngon là thấy thích rồi. Đúng không?